Kính thưa nữ sĩ Lan Hình, kính thưa quý bác, quý anh, chị em và các cháu. Tôi rất hân hạnh được chị Lan Hình giao cái nhiệm vụ là đọc một cái tài liệu này và theo tôi là rất quý. Và tôi cũng rất là hân hạnh bởi vì chắc trong cuộc đời của mình dự những cái buổi như thế này nó rất hiếm. Phải nói là các cụ trên 90, rồi các cụ 80, rồi 60 và cho đến tới các bé nữa thì đó là một điều rất hiếm. Mà lại hiếm ở một cái điểm nữa là cái kỷ niệm 30 năm ngày mất của một nhà thơ yêu nước, một chí sĩ của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là trong thời điểm này thì thơ yêu nước rất cần lắm. Và vì vậy ta tổ chức kỷ niệm này với cái lòng thành ấy, thì tôi thấy không phải chỉ có những người ở đây mà bất cứ người Việt Nam nào ở trong ngoài nước sẽ chia sẻ. Tôi thấy ngày hôm nay đó thì nó có một cái đặc biệt thế này, tức là nữ sĩ Lan Hình giao cho tôi đọc một cái tài liệu mà theo tôi hay ở điểm là sẽ nghe lời nói của cụ Thái Nam. Cụ nói như thế nào thì tôi nghĩ rằng là thời buổi trước đó chắc chưa có ghi âm, nhưng mà báo chí phóng viên người ta ghi lời thì tương đối là cũng gần đúng cái lời của A Nam nói. Cái hay nữa đó là bài viết của cụ, lời nói và bài viết của cụ thì tôi nghĩ rằng là trong đó là rất quý để chúng ta nhắc lại lời của cụ như thế nào và cụ viết ra sao. Thì nên nhớ rằng là cụ là một nhà nho đi thi hương mà. Như vậy đó thì cụ là một người chủ trương viết thế nào, nói thế nào mà rất thuần Việt. Cái đó là trong cái giai đoạn khó lắm đó. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng là dù sao chăng nữa, trong lời nói hay bài viết cụ cũng có xen vào một chút chữ nho. Tôi muốn nêu lên đọc đó, có khi là tôi chưa hiểu được, chưa biết được đó, thì sau cái buổi khi tôi đọc xong đó thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Và khi tập trung trao đổi với nhau lời cùng nói, lời cùng mà văn cùng viết thì đó là một cái điều mà theo tôi rất cần, rất quý đấy. Thì tôi xin nói rõ là đây là một cái bài phỏng vấn cụ nửa giờ với anh khóa Á Nam Trần Tuấn Khải của một phóng viên, mà cho đến nay tôi hỏi cả anh Vũ Hạnh là một người công tác đắc lực của một tờ Bách Khoa mà anh cũng chịu. Cái người mà phóng viên đó là Sào Phủ Việt. Sào Phủ Việt và NTMTG như trên đấy. Thì tôi cũng chịu một cái tí nữa để cho biết bạn Mỹ rồi là phóng viên là ai. Và ngay cả mở đầu đó thì phóng viên đã trích một cái lời mà cụ đã nói trả lời phỏng vấn như thế này nhé: mới phải dựa vào cũ, cũng như ngọn phải nương nhờ gốc, có thứ ngọn nào không hút nhựa từ gốc lên mà lại có thể tồn tại được. Á Nam, đấy là cụ lời cụ phát biểu đấy khi trả lời phỏng vấn đấy, mà bài này cái trích ra lời nói đầu
hơi dài dài thì tôi không xin được đọc. Nhưng mà tôi cũng xin nói một cái kỷ niệm này đó, thì chắc là mọi người sẽ xem là nghĩ là cũng nên biết. Ở trong nhà thờ chúng ta thì có hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà tôi đã trao cái chân dung của cụ đó, tặng cụ. Khi mà cái nhóm nghiên cứu phát huy truyền thống tổ chức một cái đoàn văn nghệ sĩ ở miền Nam lúc đó đến thăm viếng cụ và để tặng, người thì tặng như là cái, như tôi có đại diện để tặng cái chân dung của cụ đó, do cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi đó vẽ ra bức chân dung đó. Người như ông Khai Trí tặng một cái phong bì rất lớn mà tôi nghĩ chắc là tiền cũng nhiều đó, mà và nhiều quà nữa. Cái nhóm mà nghiên cứu phát huy truyền thống của chúng tôi đó thì có 4 người, thì 2 người không còn nữa. Bây giờ chỉ còn tôi với lại thơ Phạm Biên Thư, còn võ sư Trần Huy Phong và tiến sĩ Hán học Trần Quang Huy không còn nữa. Trong cái hình ảnh đó thì có một rất nhiều những văn nghệ sĩ nổi tiếng, thì có những người hồi nay không còn nữa, như là nữ sĩ Tuệ Mai hay là nhạc sĩ Phạm Duy vừa mới mất. Tôi muốn nhắc lại rằng là cái hình ảnh ngày hôm nay cũng mang tính lịch sử. Tôi nghĩ cũng là bởi vì 30 năm mà có mặt ngày hôm nay rồi, cũng đến lúc nào có người nhắc lại người đã còn, người không còn. Nhưng dù là chúng ta không còn thì cái tinh thần mà như chúng tôi đã viếng cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, một nhà thơ yêu nước đó, theo tôi nó còn mãi mãi. Đấy là cái ý mà tôi muốn là nhắc lại. Nhưng mà cũng nói rằng là chúng ta nói là chúng ta có lòng thành đến đây, một nhà thơ yêu nước mà theo tôi hàng đầu của Việt Nam, và đã kích thích biết bao nhiêu người đấu tranh cho độc lập của đất nước đó. Và như vậy thế bây giờ tôi xin tôi xin nói nhé, tức là đọc đây này, nói là một cuộc phỏng vấn thì kể như là hơi to tát, nhưng bảo là một câu chuyện phiếm thì cũng không đúng hẳn. Vì chuyện phiếm thì làm gì có đối tượng để mà hỏi. Ở đây chúng tôi nhắm vào mấy điểm nêu ở trên để nói chuyện với thi sĩ A Nam Trần Tuấn Khải. Chúng tôi gặp nhà thơ lão thành này vào một buổi trưa tại ngay tòa soạn Bách Khoa, mà tạp chí Bách Khoa cái số này đó, tại cái số mà là 41 chữ La Mã, chứ không phải cái số và chữ bình thường đó. Thế thì sau 4 năm xa cách, chúng tôi đã không khỏi không cảm động khi gặp lại cụ. Vẫn bộ âu phục trắng nhầu nát, đôi giày vẹt gót phong trần, vẫn nụ cười nửa thoải mái nửa khinh bạc như hồi nào. Tuy vầng trán có thêm nhăn, đôi má có thêm hóp chút đỉnh, nhưng dáng nhanh nhẹn hoạt động của cụ vẫn không vì tuổi tác mà kém sút. Sau mấy lời thăm hỏi và nhắc nhở đến một vài người quen cũ ở Hà Nội, chúng tôi tìm cách nghe vấn đề hỏi. Nghe nói cụ hiện đang hoạt động cho Liên đoàn Văn nghệ của Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam, cái tắt đó, cụ có thể cho biết sơ qua về tổ chức đó không ạ? Đáp:
gọi là liên đoàn vì đây là một tổ chức liên hiệp các nghiệp đoàn ký giả, nghệ sĩ, công nhân sân khấu, điện ảnh, ca nhạc kịch, vân vân. Ngoài những mục tiêu thông thường của mọi tổ chức nghiệp đoàn như bảo vệ quyền lợi, đoàn kết các đoàn viên, vân vân, chúng tôi còn cố xúc tiến về mặt văn chương nghệ thuật để ngõ hầu có thể hướng bộ môn này tới chỗ hoàn mỹ hơn. Điều mà tôi băn khoăn hay là làm thế nào để gây dựng một ngành ca vũ nhạc cổ điển Việt Nam mà trong đó đáng chú ý nhất là chèo cổ và hát ả đạo. Phải thành thực nói rằng cái tinh thần dân tộc đặc biệt của Việt Nam ta một phần rất lớn là gửi gắm vào các lối hát chèo, các điệu hát tà đào mà ngày nay đang xuống dốc nhiều lắm. Nếu không có sự góp tay của các anh em văn nghệ sĩ nói riêng và nhân dân nói chung để xây dựng lại thì tôi e một ngày kia chúng ta sẽ không còn cái gì là tinh túy của dân tộc nữa. Thế là cái lời nói trả lời rất sâu sắc. Thế thì hỏi rằng là cụ có thể cho biết là liên đoàn văn nghệ đã làm được gì hoặc có những dự định gì cho việc phục hưng nền ca vũ nhạc cổ điển của ta không ạ? Đáp: dự định thì nhiều, nhưng phương tiện thì eo hẹp nên chúng tôi cũng chưa làm được gì cả. Tôi cũng cần nói để các ông rõ, liên đoàn văn nghệ là một tổ chức hoàn toàn độc lập. Chúng tôi nghèo, nghèo lắm. Hãy nói ngay điểm trọng yếu nhất trong chương trình phục hưng ca vũ nhạc cổ điển là đào tạo mầm non mới. Số nghệ sĩ cổ điển của chúng ta gọi đúng tên ấy, gọi ấy hiện nay còn chả bao nhiêu, cả chả là bao, nhất là ở miền Nam này thì lại càng hiếm nữa. Thực ra thì ngay khi mới di cư tôi đã nghĩ ngay đến điểm này và đã có đề nghị với Bộ Thông tin dành một số tiền để đón mấy tay nhà nghề cổ điển chứ danh vào đây để lập ban huấn luyện, nhưng đề nghị không được chú ý. Việc huấn luyện rất là quan trọng, không có được. Cũng nghĩ đến vấn đề đào tạo, vấn đề trèo cổ và ca trù thế nào, có ai để ý đâu. Và bây giờ chúng ta gặp hết sức khó khăn, ngay đến ca trù đó, khó quá đi. Nhưng khổ một nỗi, sở dĩ luẩn quẩn mãi tới nay mà lớp ấy, cái lớp học đó chưa ra đời được, cũng chỉ vì tiền. Cần phải có tiền, việc mới thành các ông ạ. Tiền để trang bị cho một lớp học, để trả thù lao cho người dạy và cả một phần cho người học nữa, tức là học bổng đó. Ý tưởng rất là hay. Tôi rất chia sẻ với ý tưởng này mà chúng ta không có tiền thì gì có tâm như cụ cảnh khó tay. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhấn mạnh đến điều này đó. Ai là người có tiền đó để phụ với người có tâm như cụ đó thì khác hẳn. Nhưng bao giờ nhỉ? Nói đến đây cụ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi tiếp: mới phải dựa vào cũ, cũng như ngọn phải nương vào gốc, nhờ vào gốc các ông ạ. Không có cổ thì làm gì có kim. Có thứ ngọn nào không hút nhựa từ gốc lên mà lại có thể tồn tại được. Cho nên tôi nghĩ không vun bồi cho gốc thì ngọn cũng sẽ khô héo đi. Ngày nay ít người chịu để ý đến điều đó, họ chỉ đổ xô vào những cái hào nhoáng có vỏ mà không có ruột.
cái thứ lối cải cách láo nháo ngày nay sở dĩ còn sống được là nhờ ở những loại người kém suy đó. Nhưng sớm muộn rồi nó sẽ bị tiêu diệt để nhường chỗ cho loại ca vũ nhạc cổ điển thuần túy đã được tổ tiên ta tiếp nhau tô bồi có cả hàng trăm ngàn năm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vấn đề đó hẳn còn sẵn tồn tại đấy, rất khó. Thế thì người phóng viên đã hỏi thế này: nhân tiện xin cụ cho biết ý kiến về nền văn nghệ hiện nay và nhất là riêng về thi ca. Đấy, các nhà thơ đây mà có nhà văn Vũ Hạnh đây thì xem ra là cũng nhận xét là sao nhé. Đáp rằng này, ý nghĩ của tôi về văn nghệ nói chung cũng khác gì với gì về ca vũ nhạc mà tôi vừa trình bày. Trước khi nói đến chuyện làm mới, ta cần phải học cũ đá. Một người thợ may biết sáng chế ra các bút mới hợp thời trang, tức là phải là một người thợ may đã sành sỏi lối cũ rồi. Chứ không lẽ một người chả biết gì về đường kim mũi chỉ mà lại có thể nhảy đại vào làng thợ may đặt ra kiểu áo này mốt quần no như thế thì chẳng quá ra lúc bịch lắm sao. Văn nghệ đại khái như thế, nhưng người đời thì không biết như thế, nhất là trong địa hạt thi ca thật là loạn quá. Tôi biết có những chú học trò chưa hiểu biết một tí gì về văn từ văn ý, thế mà cũng tung tăng nhảy đại vào làng văn, rồi cũng viết lách ngâm nga ra chiều hợp hình. Như thế thì còn có cái quái gì là ý nghĩa thơ văn? Âm điệu đã không có, âm điệu đã không có thơ đấy, ý nghĩa lại không nốt. Tôi không biết họ viết để làm gì và cho ai đọc. Phàm sự vật ở đời, cái gì cũng phải có tác dụng riêng của nó. Ví dụ cuộc đề giảng, ví dụ tôi thấy cũng rất là hay: cái bàn chỉ được gọi là cái bàn khi nó có thể dùng vào việc để chứa đồ vật lên trên chấm chấm chấm. Nếu người ta chỉ đóng có mấy cái chân mà không có mật, chả dùng làm gì được việc gì mà cũng không kê vững được, thì ai còn gọi đó là cái bàn? Tôi đưa một ví dụ rất là cụ thể. Người phóng viên đó hỏi tiếp: thưa cụ, trong thời gian gần đây, ngoài việc dịch thuật có sáng tác được nhiều không? Đáp: ít lắm. Lâu nay tôi không viết được mấy, quanh quẩn mấy bài thơ đăng trên một vài tạp chí văn học ở đây mà thôi. Những sách tôi viết từ trước thì không nhiều lắm, nhưng một phần lớn bị mất mát đi trong thời gian tản cư. Còn những sách đã xuất bản, tôi dự tính sẽ lần lượt cho tái bản, nhưng chưa có phương tiện. Năm 57, tức là 1957 đó, cố gắng lắm tôi mới tái bản được mỗi cuốn là Bút Quan Hoài tập 1, là một trong 6 cuốn thơ của tôi mà hiện tôi còn sót lại. Nói đến đây, An Nam tiên sinh nhân tiện trong tay có cầm một cuốn sách liền trao cho chúng tôi và nói tiếp: đây là cuốn thơ Với Sơn Hà thứ 2 mà tôi mới in trong khi tản cư trở về Hà Thành hồi 1947. Các ông coi bài tựa của tôi đây, chắc cũng không thể hiểu được đôi phần cho cái khổ tâm của một người thiết tha với văn học nước nhà như hàng tôi đây chẳng hạn. Chúng tôi lãnh ý, nhân tiện xin phép cụ cho phép luôn bài tựa để đăng tiếp dưới câu chuyện vừa thuật
trên đây cũng là một dịp giới thiệu cái nỗi khổ tâm của một thi nhân đã từng chịu đựng bao cảnh gian lao vì Giang Sơn chủng tộc từ trước tới nay. Và dưới đây là nguyên văn tựa cuốn Với Sơn Hà thứ hai đã phát hành từ năm 1949 của cụ Á Nam Trần Tất Hải. Và đây là lời viết, và đây là cái văn viết của cụ. Các bác anh chị có đồng ý tôi sẽ đọc cả không? Hay là tôi chỉ trích thôi? Cũng một đoạn ngắn thôi. Trích đoạn anh nhé. Có lẽ cái đoạn đầu này nó cũng rất là quan trọng. Tôi xin trích nhé. Đây cụ viết thế này: năm 1936 tôi xuất bản cuốn thơ Với Sơn Hà thứ nhất, cuối trang bìa có hứa sẽ tiếp in luôn cuốn thứ hai. Nhưng không ngờ hồi năm 1932 cuốn sách Chơi Xuân Năm Nhân Thân đã ra đời, cho nó có bài văn của tôi bị các nhà đương cuộc và thời pháp thuộc đấy cho là có tính cách dối cuộc trị an, rồi tịch thu sách đó và bắt giam cả tác giả lẫn ấn giả trong khoảng ít lâu. Như vậy là chúng ta, cụ đã nói lên cái đầu đuôi đó, khoảng sau bị bắt đấy, khoảng cái thế thì theo tới cái ý này đó, cụ có nói rằng là cách đó không bao lâu Âu Châu nổi cuộc tàn sát kinh thiên địa, rồi Á Châu cũng bùng nổ tiếp theo. Miếng đất Việt Nam luôn luôn bị ảnh hưởng không hay, đồng bào đói loạn hoang mang không người cứu vớt, còn công đâu hỏi đến sách vở văn chương. Trong thời gian ấy tâm thần xúc động cảm tác khá nhiều, nhưng chỉ là viết ra xem đọc một mình rồi lại thúc chi cao cát. Cụ cũng đã, tôi có nói là cụ đem mấy chữ Hán đấy, không lúc nào có dịp in ra đấy. Thế thì còn rất nhiều nữa, mọi người nói rằng là tôi xin trích thôi. Thế thì một cái đoạn nữa là Với Sơn Hà hai ra đời đương lúc quốc gia đa sự, riêng phần tác giả chẳng qua cốt để ghi vài nét mực với khoảng thời gian một thời gian như trong chớp nhoáng, mà cả từ Việt Nam tổ quốc cho tới thế giới năm châu đã xảy biết bao biến chuyển. Để cùng chất chính với bàn làng văn còn sự được hỏng khen chê, đó có các bậc sành văn định luận. Định luận nhé, cụ dùng định luận. Thường thường là có thể là nghị luận hay gì bảo, cụ dùng chữ định luận. Và viết tại gác bên hồ Hoàn Kiếm ngày 1 tháng 3 năm Kỷ Mão 1939. Chúng tôi nhận thấy câu chuyện đã quá dài đấy, thì dành xin tạm biệt. Tôi thấy ít có một cái nhà thơ nào mà lại thích làm thơ thời sự như cụ. Ở đây thì cả một cái trích ra đấy, có là chuyện năm châu. Tôi thấy rất hay, đọc thì hết không được thì tôi xin trích nhé, để thấy rằng là nếu một cái người mà quan tâm đến thời sự và cái thời sự của thế giới đó, cũng như Việt Nam cũng liên lụy, thì cụ làm thơ ngay. Mà cụ nói là trong khi cái làm thơ này thì có ai đâu, nhưng mà để đó, nhưng mà sau này người ta cũng biết tới. Và tôi nghĩ rằng là cứ làm thơ đi như cụ đó, rồi sau này thì cũng có dịp in thôi. Lúc đó không được, sau khi được. Cụ nói thế này: nghe chuyện năm châu rõ chán phè, rẻ cùi bò ngựa những lăm le, độc tài hùng hổ khoe nhiều ngón, dân chủ hung hăng cậy mạnh bè,
nay ký hợp đồng, mai lại xóa. Sớm còn kiều địch, tối vào phe. Trái bom hơi hàng hạt tìm nhau mãi, chưa giết tàn nhau vẫn chưa nghe. Tôi xin trích thêm một cái nữa đó, thì thấy rằng là cụ quan tâm đến thời sự như thế nào. Nào Á Âu Âu rối cuộc cờ, nào người mong được kẻ đó thua. Miệng gào nhân nghĩa, tay giơ súng, rõ mặt thân yêu bụng vẫn ngờ. Xuống biển lên rời tìm đủ lối, bày mưu đặt kế giờ chăm trò. Mỗi phen thử thách là phen chết, mà vẫn thi nhau tính vẩn vơ. Tôi chỉ đọc thêm hai câu nữa thì cụ sâu sắc như thế nào nhé. Ai bảo rằng khôn nhất giống người, cái lè phát xít mình, mà người lại thích giết nhau chơi. Tinh ngoan đã chẳng bằng con tạo, thua được càng thêm rước tiếng cười, vân vân và vân vân. Thì tôi xin giới thiệu cái mấy bài thơ và tất cả những lời mà cụ đã nói và lời cụ đã viết. Thì chắc là chúng ta ở đây có rất nhiều người đã được nghe cụ nói và đã đọc cái cụ viết. Để tôi hy vọng là tôi là một người gợi ý, rồi sau này đấy ai phát biểu lên thì có thể xung quanh những cái gì mà cụ đã nói và cụ đã viết. Rất cảm ơn tất cả các quý bác, các anh chị, các em và các cháu đã lắng nghe.